Xin chào mọi người, hôm nay mình xin chia sẻ hình ảnh về ngôi chùa khá nổi tiếng ở Gò Dầu, đó là chùa Cẩm Phong. Chùa Cẩm Phong là ngôi chùa cổ trên 100 năm tuổi, tọa lạc tại ấp Cẩm Thắng, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Chùa nằm cạnh quốc lộ 22B và giáp sông Dàm Cỏ Đông, cách thành phố Tây Ninh chừng 15 km. Chùa do Thượng Tọa Thích Định Tánh trụ trì. Cẩm Giang là lỵ xã của tỉnh Tây Ninh vào cuối thế kỷ 18, gồm hai huyện Quan Hóa và Tân Ninh, cùng với Bảo Quan Hóa là trung tâm dân cư thời bấy giờ. Nơi đây thuận tiện về giao thông thủy bộ, nằm trên trục đường kinh lý của sứ thần từ Công Miên đi qua về Gia Định và ra Quế. Nhiều quan triều đình Quế được cử vào trấn nhậm tại đây, đặc biệt là ba anh em nhà họ Huỳnh, Huỳnh Công Giản, Huỳnh Công Thắng và Huỳnh Công Nghệ. Trong các quan triều đình Quế trấn nhậm ở đây, có người sau khi về nghỉ đã xây dựng ngôi chùa này nên nhân dân gọi là chùa Quan Quế, vì do vị quan triều đình Quế xây dựng và trụ trì. Và do ngôi chùa nằm cạnh sông Dàm Cỏ Đông, có nhiều hoa lục bình tím nở quanh năm nên gọi là Cẩm Phong Tự, tức chùa Cẩm Phong. Chùa Cẩm Phong khá nổi tiếng với mái ấm mây ngàn, nơi nuôi dưỡng chăm sóc hơn 200 người già neo đơn, trẻ cô nhi, người khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa. Trung tâm này được thành lập từ năm 1996, trước đây nằm ở trong chùa Cẩm Phong, nay được xây dựng khang trang tại ấp Cẩm An, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, cách chùa Cẩm Phong khoảng 4 km. Rồi mời mọi người xem video nhé.
đến viếng chùa chụp hình. À chụp luôn hả? Chụp dạ, mấy bao luôn. Bữa nay nhân là mùa Vu Lan năm 2023 Phật lịch thì đây là anh em không phải riêng đạo Phật không thì cũng có đạo Công giáo nhưng mà hòa đồng coi như là chung đi chung với đoàn là tụi em là coi như là A Di Đà Phật vâng theo lời Phật dạy. Nay là mùa Chư Tăng mãn hạ cho nên tụi em đến chùa để lễ Phật pháp cập tăng và hành thiện, mong góp chút công đức để mà hồi hướng cho ông bà cha mẹ mình đã hóa quảng được siêu thăng và cha mẹ hiện tiền được an lạc. Rồi cảm ơn anh đây. Rồi anh tên gì anh? Dạ em tên là Từ Uy. Rồi cảm ơn anh. Rồi hay quá rồi. Rồi cảm ơn đồng anh nhé. Rồi.